Xin chào các bạn đã quay trở lại với podcast cùng Thiên Phúc Lo. Như vậy là chúng ta đã trải qua hơn 10 tập phát sóng liên quan đến cuốn sách Sức mạnh của kỷ luật bản thân, ngừng viện cớ Grand Taxi. Thì không biết là các bạn đã đi đến một chặng đường như vậy thì các bạn đã rút ra được những cái bài học nào cho mình chưa? Nhưng riêng bản thân Phúc khi mà đọc lại cái quyển sách này và chia sẻ cho các bạn thì cũng đã rút cho mình rất là nhiều cái bài học. Và cái bài học về cái tư duy làm sao để chúng ta trở thành một cái nhà lãnh đạo và làm sao để chúng ta rèn luyện cái kỷ luật bản thân của chúng ta, nó phụ thuộc vào cái sự nhẫn nại, sự kiên trì và cái sự lạc quan cho mỗi người và cái cách ứng xử như thế nào đối với những người cấp dưới của các bạn. Và để trở thành một nhà lãnh đạo thì các bạn cần phải có những tố chất gì thì đã có chia sẻ trong những video trước đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương tiếp theo, chương số 10, kỷ luật bản thân và việc kinh doanh. Thì chương này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà chúng ta đang làm freelancer hoặc mong muốn là mình kinh doanh một cái mảng gì đó. Thì chương này thì bản thân Phúc cũng cảm thấy rất là hay. Bây giờ thì Phúc xin được phép chia sẻ lại cho các bạn. Kỷ luật bản thân và việc kinh doanh. Biết quên đi nhu cầu của bản thân vì một mục tiêu dài hạn hơn và có ý chí để duy trì đó, điều đó chính là một bài huấn luyện tuyệt vời và để trở thành một nhà lãnh đạo. Hầu hết mọi người sẽ làm việc trong một lĩnh vực kinh doanh hoặc tự mình kinh doanh. Để đạt được thành công trong kinh doanh, bạn buộc phải có tinh thần kỷ luật cao độ trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, cả lớn lẫn nhỏ. Không có kỷ luật bản thân và sự tự chủ trong kinh doanh thì cũng không có thành công nào có thể đến với bạn. Không có hoạt động nào đòi hỏi kỷ luật bản thân nhiều hơn việc khởi nghiệp và vận hành một công ty thành công trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay. Quy luật đầu tiên của nền kinh tế là sự khan hiếm. Chẳng có điều gì là đủ đối với những người mong muốn có được nó, đặc biệt là không bao giờ có đủ khách hàng để bạn bán đủ mọi thứ mà bạn muốn bán. Không bao giờ có đủ doanh thu bán hàng để giúp bạn đạt được toàn bộ những mục tiêu tài chính của mình. Không bao giờ có đủ lợi nhuận để bạn có khả năng mở rộng quy mô theo ý mình. Và nhất là không bao giờ có đủ người tài để cộng tác và hỗ trợ bạn nhằm giúp bạn đạt được những mục tiêu kinh doanh của chính mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng trong cái xã hội này của chúng ta nó có một cái quy luật, đó là quy luật cạnh tranh. Và nếu như quy luật đầu tiên của kinh tế nó là cái sự khan hiếm thì quy luật đầu tiên của kinh doanh đó là sự cạnh tranh. Bạn phải tập trung và có kỷ luật cao độ để thực hiện những việc mình cần thiết làm để nhằm thu hút nguồn tiền khan hiếm của khách hàng vào việc mua sắm những cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của bạn. Để công ty không chỉ tồn tại mà còn được hoạt động hiệu quả thì bạn phải liên tục cạnh tranh với mọi hình thức tiêu dùng khác cho cùng một số tiền mà bạn mong muốn thu được qua việc bán sản phẩm của mình. Nguyên tắc đầu tiên để thành công trong kinh doanh là bạn mang đến một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà mọi người muốn có, cần có và sẽ phải trả cái giá mà họ chấp nhận được để có được nó. Cái giá có thể cạnh tranh với tất cả các doanh nghiệp khác đang muốn nhận được cùng với số tiền đó từ khách hàng. Bạn phải đánh giá thành thật các sản phẩm và dịch vụ của mình để đảm bảo rằng nó phù hợp với thị trường hiện có. Đây là lúc mà những giả định sai lầm hoặc những kết luận không chính xác có thể sẽ khiến cho hoạt động kinh doanh của bạn thất bại. Câu trả lời này liên tục thay đổi vì cuộc cạnh tranh và thị hiếu của khách hàng cũng sẽ thay đổi theo. Và bạn phải luôn nhớ rằng khách hàng luôn đúng. Mỗi tuần, tôi đều nói chuyện với những doanh nhân không hài lòng về doanh số và lợi nhuận của họ. Họ khẳng định rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là xuất sắc và rằng chúng phải được tiêu thụ với số lượng nhiều hơn. Trong từng trường hợp, tôi phải nhẹ nhàng nói với họ rằng bằng chứng duy nhất cho thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thật sự thu hút hay đáng giá là việc người ta sẵn lòng mua chúng và sau đó là mua thêm, cũng như mời gọi bạn bè họ cùng mua. Theo các chuyên gia, toàn bộ 70% quyết định của bạn trong kinh doanh đều là đi nước sai cờ. Toàn bộ những quyết định của bạn theo các chuyên gia nha, cái này không phải theo Phúc, mà là toàn bộ 70% quyết định của bạn trong kinh doanh đều là đi sai nước cờ. Đây là con số bình quân. Khi mới làm kinh doanh hoặc bắt đầu một mảng kinh doanh mới, bạn thậm chí sẽ sai thường xuyên hơn nữa. Chẳng có gì là bất thường khi một doanh nhân sai 90% khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Bạn phải có một cái tinh thần kỷ luật bản thân cao độ và tính cách tuyệt vời để đối mặt với khả năng rằng những giả định và niềm tin mà bạn tin tưởng nhất đều có thể sai. Dù sao đi nữa, kỷ luật này là thiết yếu nếu bạn muốn giảm thiểu sai lầm, ngăn chặn thua lỗ và chuyển hướng nguồn lực của mình vào việc mang đến cho khách hàng nhiều thứ mà họ mong muốn, cần có và sẵn lòng chi trả ngay hôm nay. Mọi quyết định đầu tư và khởi nghiệp kinh doanh đều đòi hỏi sự lạc quan cao độ. Bạn phải tin tưởng vào hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty, và cũng như tin tưởng vào những sản phẩm hoặc dịch vụ mới của mình.
Bạn phải vô cùng tự tin vào sức tiêu thụ đến mức bạn sẵn sàng gánh chịu những rủi ro về mặt tài chính và đầu tư nhiều giờ, nhiều tuần, thậm chí là nhiều năm để đạt được những mục tiêu trong kinh doanh. Và bạn phải làm tất cả những chuyện này khi không có gì thật sự đảm bảo rằng bạn sẽ thành công. Đồng thời, bạn cần có tinh thần kỷ luật để kiềm chế sự tự tin của mình, để luôn khách quan và thực tế. Quá tự tin trong kinh doanh có thể gây ra những sai lầm trên thương trường, thua lỗ tiền bạc và thậm chí là phá sản. Bạn phải giỏi hơn cơ. Vì cạnh tranh trên thương trường vốn rất khốc liệt, nên bạn cần phải có kỷ luật bản thân để ngang tài ngang sức hoặc giỏi hơn các đối thủ của mình thì mới lãnh đạo được công ty tồn tại được. Suy cho cùng, mỗi ngày khi đối thủ của bạn tỉnh giấc, họ đều nghĩ cách khiến bạn phá sản. Họ muốn chiếm lấy khách hàng của bạn, doanh số của bạn, lợi nhuận của bạn. Họ muốn chiếm lấy thị phần của bạn càng nhiều càng tốt. Để gia tăng khả năng chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này thì bạn phải nỗ lực hết sức để nhanh trí hơn họ. Khi bắt đầu một việc kinh doanh hoặc một việc lĩnh vực mới trong mảng kinh doanh hiện tại, bạn cần phải có tính kỷ luật để hoàn thành tốt việc của mình làm trước cái đã. Bạn tạo ra một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh trước khi bắt đầu vận hành và bạn tiếp tục cải tiến nó, điều chỉnh nó vào mỗi năm sau đó. Kỷ luật lập kế hoạch trước có thể làm nên sự khác biệt của thành công và thất bại. Hãy kiểm tra những cái giả định của các bạn. Đa số những ý tưởng kinh doanh đều không hiệu quả, ít nhất là ở hình thái ban đầu. Như Peter Drucker từng nói, các giả định sai lầm chính là căn nguyên của mọi thất bại. Nguyên nhân chính của việc kinh doanh thất bại là các chủ doanh nghiệp hoặc các quản lý cấp cao tin tưởng vào những giả định không được kiểm chứng. Họ giả định rằng sản phẩm hoặc dịch vụ này là xuất sắc so với những loại hàng khác. Họ mặc định rằng những sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể được bán với doanh số lớn và khoản lợi nhuận cũng như vậy. Và rồi họ mặc định rằng lợi nhuận đó sẽ đủ để biến khoản đầu tư về thời gian và tiền bạc này hấp dẫn hơn mọi hình thức sử dụng vốn khác. Toàn bộ những giả định này đều được phải kiểm tra cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ cam kết không thể thu hồi nào cả. Theo quỹ kinh doanh Kalman, 95% doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ kiếm được hơn không tới 50.000 đô la một năm. Tại sao như vậy? Không phải họ không đủ năng lực, sự khôn ngoan hay khả năng kiếm tiền. Việc một cá nhân có lòng can đảm và sự tháo vát để bắt đầu một thương vụ mới đồng nghĩa với việc người đó phải có tài năng bẩm sinh trên mức trung bình. Lý do tại sao có quá nhiều doanh nghiệp hoạt động nhưng không mong đợi và thất bại bởi vì họ thiếu tinh thần kỷ luật. Họ thiếu sự kỷ luật để nghiên cứu tỉ mỉ mọi khía cạnh của việc kinh doanh trước khi dốc lòng vì nó. Họ thiếu kỷ luật để kiểm tra những giả định của mình, thay vào đó họ vội vã kết luận và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đừng để chuyện này xảy ra với bạn. Việc bạn cần làm đó là hãy xác định được cái mẫu khách hàng lý tưởng của các bạn. Bạn cần phải có tinh thần kỷ luật để nhận biết và xác định mẫu khách hàng lý tưởng của mình. Đối tượng có thể và sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với số lượng đủ nhiều với mức giá mà bạn phải thu được để bước vào kinh doanh cái ngành này ngay từ lúc đầu. Bạn cần phải có tinh thần kỷ luật, đưa vào việc thực hành mắc sai lầm và kiên trì để phát triển một kế hoạch marketing giúp bạn tạo ra những mối đầu mối vững chắc và có thể dự đoán được cho việc kinh doanh. Để việc tung sản phẩm có hiệu quả, bạn phải hiểu rõ ưu thế cạnh tranh và ý tưởng bán hàng độc đáo của mình. Điều gì sẽ khiến cho những cái sản phẩm và dịch vụ của bạn có vị thế và có giá trị với khách hàng hơn những cái sản phẩm và dịch vụ tương tự đang có mặt trên thị trường hiện nay? Hãy suy nghĩ đi. Bạn cần phải có tinh thần kỷ luật để xây dựng một hệ thống bán hàng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, để biến những đầu mối tiềm năng trở thành những khách hàng trong thực tế. Thật kinh ngạc khi nhiều công ty cho rằng bản thân sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ tự tiêu thụ cho dù họ có một hệ thống bán hàng ưu việt hay không. Và chúng ta cần phải nên biết chính xác cái chi phí của mình. Bạn cần rèn luyện kỷ luật xác định chính xác các chi phí và giá định giá thích hợp cho những sản phẩm dịch vụ của mình. Walmart đã trở thành một nhà bán hàng lẻ lớn nhất trong lịch sử, chủ yếu nhờ vào năng lực chuyên môn trong lĩnh vực này. Thật ngạc nhiên khi thấy rất nhiều doanh nghiệp bán lỗ sản phẩm và dịch vụ vì họ không bao giờ tính toán được mọi chi phí trong quá trình mang sản phẩm và dịch vụ ra thị trường ngay từ ban đầu. Bạn đã nghe đến câu nói xưa cũ này chưa? Mỗi sản phẩm bán ra đều lỗ vốn, nhưng chúng tôi sẽ gỡ lại bằng cách bán được nhiều sản phẩm hơn. Hiển nhiên điều này là không thể. Bạn cần có một hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo mọi sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn bán ra có chất lượng cao để làm hài lòng khách hàng đến mức họ sẽ vui vẻ mua thêm và nói với bạn bè của họ về cái điều đó. Bạn cần có kỷ luật để phát triển chính sách chăm sóc khách hàng, một chính sách tốt với khách hàng để mức họ trở thành khách hàng trung thành của bạn và lựa chọn bạn trước mọi đối thủ cạnh tranh khác. Vậy mục tiêu trong kinh doanh của bạn là gì? Đó là làm hài lòng khách hàng. Mục tiêu của việc kinh doanh là gì các bạn? Mục tiêu của việc kinh doanh là tạo ra và giữ được khách hàng bằng phương pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí. Lợi nhuận không phải là mục tiêu trong việc kinh doanh,
Lợi nhuận là kết quả của việc mang lại và giữ gìn một lượng khách hàng thích hợp, những người mang lại lợi nhuận thích hợp sau khi trừ đi mọi chi phí. Đâu là thước đo đủ và theo các bạn thì đâu là thước đo chủ chốt cho mức độ thành công của một doanh nghiệp? Câu trả lời của mình đó chính là sự hài lòng của khách hàng. Mọi nỗ lực và hoạt động của công ty của bạn phải hướng đến tiêu chí vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi theo một cách thức tốt hơn bất kỳ các đối thủ nào khác. Các bạn hãy lý giải tại sao giữa FPT Shop và Thế Giới Di Động trong giai đoạn đầu người ta lại lựa chọn Thế Giới Di Động hơn. Bởi vì đó là một cái sự trải nghiệm rất tốt khi mà người ta đến. Những nhân viên chăm sóc rất là tốt, tư vấn rất là nhiệt tình, thể hiện rất là thoải mái mặc dù khách hàng không mua một cái gì khác. Nhưng khi đến FPT Shop, khi mà bạn không mua một món đồ thì nó sẽ khác ngay lập tức. Và dĩ nhiên là sau này thì FPT Shop nó đã cải thiện cái kỹ năng và cái việc mà đào tạo nhân viên tư vấn bán hàng nó tốt hơn trước rồi các bạn. Mình đã có trải nghiệm. Đấy chính là cái thước đo, đó là sự hài lòng của khách hàng. Và câu trả lời là quay lại mua hàng. Thước đo sự hài lòng của khách hàng là quay lại để mua hàng. Chỉ khi khách hàng mua sản phẩm của bạn một lần nữa thì bạn mới chứng tỏ được rằng bạn đã hoàn thành lời hứa hẹn với khách hàng lúc bạn mời chào họ mua hàng lần đầu tiên. Mình biết có rất là nhiều bạn kinh doanh trên cái thị trường này. Khi mà các bạn bán được một sản phẩm và sau đó không có người nào đến mua sản phẩm của bạn làm bài một lần nữa thì điều đó cho thấy cái mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của các bạn hầu như là bằng không. Cuộc mua bán với một khách hàng đã hài lòng với bạn chỉ đòi hỏi 1 trên 10 lượng thời gian và chi phí so với cuộc mua bán với một khách hàng mới. Tất cả các việc kinh doanh đều thành công phụ thuộc vào việc mua bán với khách hàng cũ. Đây thật sự là một bài học cần được rèn luyện và thực hành. Đâu là bí quyết để có được lợi nhuận dài hạn? Đáp án là sự đề cử và giới thiệu. Câu hỏi cơ bản giúp xác định thành công hoặc thất bại về lâu dài của việc kinh doanh đó là: với những trải nghiệm mà bạn có với chúng tôi, liệu có giới thiệu chúng tôi với người khác hay không? Các bạn có thể thấy rằng đó là tại sao những cái mô hình đa cấp nó luôn luôn yêu cầu các bạn là phải giới thiệu người khác. Bởi vì nó muốn gia tăng cái sự hài lòng của khách hàng vào và nó muốn kiếm tiền từ những cái sự giới thiệu đó. Nhưng nếu mà những cái nhà doanh nghiệp chân chính đó, thì người ta sẽ không yêu cầu khách hàng của mình phải đi giới thiệu người khác, mà người ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ của người ta cung cấp cho khách hàng một cách tốt nhất và khách hàng sẽ tự nguyện giới thiệu. Thì đó mới là cái sự hài lòng đích thực của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của bạn. Và theo các bạn đó, đâu là bí quyết để có được lợi nhuận dài hạn? Theo mình đó chính là sự đề cử và sự giới thiệu hồi nãy đó. Câu hỏi cơ bản này sẽ giúp xác định được sự thành công và thất bại về lâu dài của việc kinh doanh. Và với những cái trải nghiệm mà bạn có được với chúng tôi thì bạn tin rằng những cái khách hàng của bạn nó hoàn toàn có thể giới thiệu cho các bạn. Bạn chỉ có thể tồn tại và vươn lên khi phần lớn khách hàng của bạn vô cùng hài lòng với những cái sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp đến mức họ sẽ khuyến khích bạn bè, người quen của họ giao dịch với bạn. Vì lời giới thiệu của một khách hàng hài lòng giúp việc bán hàng của bạn dễ hơn 15 lần so với một cuộc gọi chào hàng. Mình đã có làm việc trong một cái trung tâm là gọi là cho thuê xe và mình đã làm cái công việc là sale phone ở rất là nhiều năm trước rồi và mình đã gọi hàng tá hàng chục ngàn các cuộc điện thoại nhưng mà trong đó chỉ có 1/10 là chốt được thôi các bạn, và rất là khó khăn nha các bạn. Nên việc kinh doanh đó, nó sẽ dựa vào cái sự giới thiệu chính là chìa khóa để mở ra tương lai cho một doanh nghiệp và mở ra cho bạn đó. Bạn cần tập trung và kỷ luật cao độ để phát triển và duy trì các chính sách chăm sóc khách hàng khiến mọi người mua hàng của bạn rồi lại mua thêm và sau đó giới thiệu bạn bè của bạn với họ. Hãy đặt ra một cái chuẩn mực cao như thế này ha. Bạn có kỷ luật để đặt ra những chuẩn mực cao cho mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của mình và tiếp tục nỗ lực để trở nên tốt hơn. Bạn cần thực hành công thức không ngừng cải thiện. Bất kể hôm nay chất lượng của bạn cao đến như thế nào, bạn cũng không bao giờ có thể thỏa mãn. Bạn phải tiếp tục nâng cao chuẩn mực cho bản thân và mọi người trong phạm vi trách nhiệm của bạn. Bạn cần có kỷ luật để làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ đồng hồ, suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành nghề của mình. Các doanh nhân, chủ doanh nghiệp hay các triệu phú tự thân ở Mỹ làm việc bình quân 59 giờ một tuần. Một số doanh nhân thậm chí họ còn làm việc lên đến 70-80 giờ một tuần trong những năm khởi nghiệp. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần kỷ luật bản thân để làm việc tốt với cường độ và thời gian như vậy nếu muốn trở thành người giỏi nhất và vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành. Và các bạn hãy nghĩ đến một cái giải pháp rằng để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, bạn cần có kỷ luật bản thân để chủ động hành động thay vì phản ứng. Bạn cần tập trung vào giải pháp chứ không phải là vấn đề. Bạn cần tập trung vào việc quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện mỗi giờ mỗi ngày, thay vì bị phân tâm bởi những trách nhiệm hoạt động không tạo ra giá trị hoặc tạo ra giá trị thấp. Trên hết, bạn cần có kỷ luật để quen với việc nhìn xa trông rộng, để phát triển một tầm nhìn dài hạn trong hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, tính khốc liệt và sự cạnh tranh, bạn phải mất rất là nhiều năm để nỗ lực rèn luyện kỷ luật để đạt được sự thành công cho dù bạn có làm chủ hay là thuê. Không có đường tắt đâu các bạn.
Không có con đường nào dễ dàng để đến đỉnh cao. Chỉ có một cách mà thôi, đó là thông qua việc cần cù lao động, có tinh thần kỷ luật và sức mạnh ý chí. Thông thường bạn sẽ mất khoảng 2 năm để hòa vốn trong một cái việc làm ăn nào đó. Bạn mất thêm 2 năm nữa thì dòng tiền mới có thể xoay vòng tốt để trả món tiền mà bạn đã vay mượn trong 2 năm đầu. Rồi phải mất thêm 3 năm nữa trước khi bạn thật sự thành công. Bên cạnh đó, mọi thứ đều có giá trị gấp 2 và gấp 3. Dựa vào những cái số liệu này, tại sao bạn phải khởi nghiệp kinh doanh riêng và bắt đầu một công việc kinh doanh mới? Bởi vì dù sao thời gian vẫn trôi qua, suy cho cùng 5 năm tới bạn sẽ già thêm 5 tuổi và 10 năm nữa bạn sẽ già thêm 10 tuổi. Đến thời điểm đó bạn sẽ đứng ở vị trí đứng đầu trong ngành, hoặc bạn vẫn an ở đâu đó trong những 80% người vật vã kiếm từng đồng và ngày nào cũng lo lắng về chuyện tiền bạc. Sự lựa chọn của mình, tinh thần kỷ luật, đó là điều cốt lõi. Và trong chương tới thì Phúc sẽ cùng mọi người tìm hiểu về tính kỷ luật quyết định sự thành công của công ty của mình. Việc bán hàng, nói đến cùng thì như lời của Peter Drucker đã nói rằng mục tiêu của việc kinh doanh là tạo ra và giữ được khách hàng. Để trước khi mà kết thúc cái radio podcast ngày hôm nay thì mình có một số bài tập để mà cùng mọi người chúng ta rèn luyện. Bài tập đầu tiên đó là các bạn hãy dừng lại và suy xét mọi khía cạnh trong công việc kinh doanh của mình. Như thể bạn là một cái người tư vấn viên bên ngoài, bạn sẽ đề nghị thay đổi những cái gì? Và cái thứ hai nữa là hãy tưởng tượng hôm nay bạn sẽ khởi nghiệp lại từ đầu. Có một bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào đó mà bạn sẽ không tung ra thị trường hiện tại hay không? Và cái thứ ba là việc xác định nhóm 20% sản phẩm dịch vụ của bạn mang lại 80% doanh số và lợi nhuận công ty, bạn sẽ làm thế nào để bán ra được nhiều hơn? Bài tập tiếp theo là hãy nghĩ đến 1, 2 và 5 năm kế tiếp, xu hướng là gì? Khách hàng sẽ mua những cái sản phẩm gì trong tương lai? Bài tập số 5 là nêu 3 cách bạn có thể làm để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng để đảm bảo rằng khách hàng sẽ quay lưng lại mua những sản phẩm của bạn và giới thiệu với bạn bè của họ. Bài tập số 6 là nêu 3 cách bạn có thể làm để thu hút nhiều khách hàng hơn qua các hoạt động marketing và quảng cáo. Nêu 3 cách để giúp bạn bán được nhiều hơn cho những khách hàng tiềm năng mà bạn thu hút, hoặc thu hút nhiều khách hàng tiềm năng tốt hơn. Thì như các bạn cũng biết đó, là cái lĩnh vực mà mình làm việc nhất đó chính là lĩnh vực về luật. Tuy nhiên bên cạnh đó mình cũng muốn chia sẻ rất là nhiều thứ mà mình học được dành cho các bạn. Và nếu mà các bạn cảm thấy những cái video này nó hay và giá trị đó, thì các bạn cứ like và share đều tay giùm mình nha, để cho kênh ngày càng phát triển. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào và chúc các bạn có một giấc mơ đẹp.